hãy thử tưởng tượng bạn đang ngồi trên tàu hỏa để di chuyển một hành khách ngồi bên cạnh bạn trên chuyến tàu hành lý của họ không chỉ là quần áo đồ tư trang mà còn có một bọc kín luôn được giữ khư khư trên người lúc đó thì bạn sẽ đoán đó là gì ạ tiền giấy tờ quan trọng cũng thật khó để đưa ra phán đoán nhưng trong câu chuyện của ngày hôm nay thì trong bọc kín được đưa lên tàu hỏa di chuyển là một chiếc đầu người nếu là người thường thì không thể biết được rằng chuyện gì đã xảy ra trước đó. Vậy thì liệu tội ác này xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, những mối thù hận trên sòng bạc hay là có uẩn khúc nào xoay quanh? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra và cảnh sát đã truy tìm ra hung thủ một cách thần kỳ như thế nào? Các bạn đang khám phá kỳ án chiếc đầu vô danh trên tàu hỏa. Và trước khi đi vào nội dung chính như thường lệ, các bạn đừng quên để lại một like và một subscribe để giúp Khánh Hà và đội ngũ của Kỳ An có thật sớm đạt mục tiêu 50.000 subscriber nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả các bạn và chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung chính. Câu chuyện xảy ra trên tuyến đường sắt Bắc Kinh, Thượng Hải, đi qua 6 địa phận tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Hàng ngày, trên tuyến đường sắt này luôn có bảo vệ tuần tra. Vào lúc 2 giờ 44 phút chiều ngày 15 tháng 3 năm 2008, trên đoạn đường sắt đi qua địa phận huyện côn sơn tỉnh giang tô lão chu một nhân viên an ninh đường sắt khi đang tuần tra định kỳ thì phát hiện từ xa có một vật hình tròn nằm ở bên cạnh đường tàu khi đến gần ông ta tá hỏa khi nhìn ra đó là một chiếc đầu người lúc này ông nghĩ rằng có người đã cố tình chấm dứt cuộc đời mình bằng cách nằm ngang đường dây cho tàu đi qua Thế nhưng khi nhìn xung quanh thì ông vẫn không thấy các bộ phận khác ở đâu nên đã ngay lập tức báo cảnh sát. Đến 4 giờ chiều, cảnh sát đã từ Thượng Hải đến hiện trường và bắt đầu công tác điều tra. Nạn nhân được xác định là nam giới, độ tuổi khoảng gần 40, không thể nhận dạng danh tính. Ở bụi cỏ dọc theo đường tàu, cảnh sát tìm thấy hai mảnh xương nhưng không phát hiện thêm bất kỳ bộ phận nào. Xung quanh hiện trường, hệ thống rào chắn của đường sắt cũng không bị hư hỏng trên đường dây không có dấu vết bị tai nạn. Vì vậy, cảnh sát có thể loại trừ khả năng có ai đó đã quyên sinh hay có tai nạn giao thông đường sắt xảy ra. Điều này cũng đồng thời với việc đây là một vụ án mạng, nạn nhân có thể gặp sự cố ở một nơi khác, sau đó hung thủ đã phi tăng dấu vết bằng cách cố ý che giấu một phần ở đoạn đường sắt này. Đáng chú ý là khu vực hiện trường được phát hiện luôn đóng cửa hai bên, có rào chắn để người ngoài không thể vào được. Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ rằng hung thủ có thể mang nạn nhân từ phía bên ngoài vào, nhưng hai bên của hàng rào lại là ao cá và bụi cây rộng hàng chục mét. Dựa trên việc địa hình khó tiếp cận, một người bình thường cũng không thể ném đồ nặng xa tới như vậy, nên cảnh sát loại bỏ giả thuyết về việc ném vào từ bên ngoài. Như vậy, có thể là hung thủ đã ném từ trên tàu xuống khi tàu chạy qua khu vực này. Sau đó, cảnh sát tiếp tục tìm thấy một túi nhựa màu đen xung quanh hiện trường và một chiếc áo màu đậm. Thông qua phân tích dấu vết, lực lượng chức năng xác định đây chính là vật chứng mà thủ phạm đã dùng để đựng phần đầu. Dựa vào những manh mối này, cảnh sát tiến hành điều tra những chuyến tàu hỏa đi qua tuyến đường này. Tuy nhiên, mọi chuyện dần trở nên phức tạp khi trên đoạn đường này có hai đường dây. Một tuyến hướng đi từ Nam Kinh, tuyến còn lại đi hướng từ phía Thượng Hải. Mỗi ngày có hơn 200 tuyến tàu hỏa qua đây, liên quan đến 9 cục đường sắt và gần trăm thành phố khác nhau chỉ riêng việc xác định chính xác chuyến tàu nào liên quan đến vụ án đã rất khó khăn trước hết cảnh sát tiến hành xác định loại phương tiện mà hung thủ có thể đã leo lên nếu là tàu chở hàng các toa tàu, tàu đều kín hoàn toàn giống như thùng container thì hung thủ không thể thực hiện hành động ném từ trên tàu vì vậy giả thuyết này được loại bỏ nếu là phương tiện vận chuyển hàng hóa phổ biến giống như xe tải người đứng trên hàng hóa trong xe rất dễ ném đổ ra ngoài từ độ cao đó cũng có tầm nhìn rộng hơn nên việc ném đồ là không khó. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ của kẻ phạm tội, nếu muốn phá hủy bằng chứng thì thủ phạm chắc chắn sẽ muốn ném đồ càng xa càng tốt. Đặc biệt là vào những góc khuất được phủ bởi cây cối. Thế nhưng nạn nhân lại được phát hiện nằm ở ngay bên lề đường say. Khoảng cách được ném là không xa nên phương tiện xe tải cũng được loại bỏ. Như vậy, cảnh sát cho rằng hung thủ có thể đã ném đồ từ không gian hẹp không thuận tiện để tạo lực ném quá xa. Điều này rất phù hợp với việc ném từ cửa sổ của toa tàu chở khách xuống. Tại hiện trường, cảnh sát tiếp tục phát hiện trên đường sắt có nhiều chất lỏng màu đỏ kéo dài tới 43 mét, tạo thành một đường cong có điểm kết thúc chính là vị trí mà lão chu đã phát hiện. Dựa trên hướng ném từ trên tàu hỏa, cảnh sát đoán được hướng di chuyển của đoàn tàu chính là đi từ thượng hải. Để xác minh điều này, các kỹ thuật viên đã thực hiện một thí nghiệm mang một cái đầu dê lên tàu sau đó ném ra khỏi cửa sổ của toa tàu khi đang chạy với tốc độ cao ở cùng một vị trí phát hiện vụ việc. Kết quả cho thấy hoàn toàn trùng khớp với dấu vết được phát hiện trước đó. Sau khi điều tra, cảnh sát xác định tổng công ty đường sắt không ghi nhận bất kỳ một vụ việc bất thường nào xảy ra trên tàu vào ngày hôm đó. Vì vậy, hiện trường vụ án không thể là trên tàu hỏa. Lực lượng chức năng cũng tìm được thông tin về 57 chuyến tàu có điều kiện thuận lợi để hung thủ ra tay, nhưng 57 chuyến tàu này liên quan đến hàng chục thành phố với tổng cộng gần 50.000 hành khách. Với số lượng này thì việc tìm ra dấu vết mà thủ phạm để lại không khác gì mò kim đáy bể. Lúc này, tất cả nhân viên vệ sinh và an ninh đường sắt trực ca vào ngày hôm đó đều được thẩm vấn. Đồng thời, cảnh sát cũng đã tiến hành điều tra các chuyến tàu chính trong khoảng thời gian phát hiện sự việc nhưng qua 2 tuần vẫn không có thêm thông tin giá trị nào. Hình ảnh từ camera giám sát cũng được cảnh sát thu thập lại, nhưng thật khó để tìm ra thủ phạm khi lưu lượng người ra vào ga tàu mỗi ngày lên đến con số hàng chục nghìn. Hơn nữa, cảnh sát cũng không nhận được bất kỳ thông tin nào về việc có người mất tích. Khi vụ án gần như đi vào bế tắc, Bộ Công an Trung ương đã cử Trương Tấn, một cảnh sát có hơn 20 năm kinh nghiệm điều tra, từng xử lý hơn 11.000 vụ án hỗ trợ Công an Thượng Hải Trương Tấn có một khả năng vượt trội là phát họa chân dung mô phỏng nghi phạm. Chỉ bằng những bức họa mô phỏng, anh ấy đã bắt được hơn 800 tội phạm. Trong đó có không ít các vụ án lớn gây rúng động toàn Trung Quốc. Anh còn được mệnh danh là thám tử bút thần, bởi từng chi tiết về chân dung nghi phạm đều được anh tái hiện lại một cách tỉ mỉ và chính xác. Trương Tấn cũng nắm vững kỹ thuật tái tạo hộp sọ, vì vậy chỉ cần chạm tay vào thì anh đã có thể vẽ lại diện mạo của nạn nhân trong vụ án này khi còn sống. Đến ngày 17 tháng 3, sau một ngày một đêm nghiên cứu dựa trên kinh nghiệm vô cùng dày dặn của mình, Trương Tấn đã phác họa được những đặc điểm khuôn mặt của nạn nhân. Nhờ chi tiết này, cảnh sát xác định nạn nhân có thể là người An Huy hoặc là Giang Tây. Ngay sau đó, cảnh sát đã dùng hình ảnh phác họa nạn nhân để phát đi hơn 10.000 thông báo đến các cơ quan công an dọc theo tuyến đường sắt yêu cầu hợp tác điều tra. Dán hơn 40.000 thông báo trên các thành phố dọc theo đường sắt. Cuối cùng, vào một ngày cuối tháng 3, có người tên là Vương Văn Kỹ ở thành phố An Huy đã liên lạc với cảnh sát và nói rằng nạn nhân chính là anh trai của mình, Vương Văn Đào. Khi đó, Vương Văn Kỹ cho biết bức họa mô tả anh trai mình giống đến đáng sợ. Không những thế, bức họa còn đi kèm mô tả nạn nhân có một vết sẹo đằng sau đầu. Đặc điểm này cũng giống hoàn toàn với anh trai của anh ấy. Thời gian mất tích cũng phù hợp. Đội điều tra ngay lập tức xem xét tình hình và tiến hành điều tra chi tiết đồng thời thực hiện xác minh DNA. Kết quả giám định cho thấy nạn nhân chính là Vương Văn Đào, 48 tuổi, sinh sống tại thị trấn Bạng Phụ, thành phố An Huy. Anh là một công nhân xây dựng, vì quá xa vào cờ bạc nên anh đã nghỉ việc và đang trong tình trạng thất nghiệp. Theo lời hàng xóm xung quanh, cách đây một năm, Vương Văn Đào đã ly dị vợ. Trước khi qua đời, anh thường xuyên đến Côn Sơn chơi bài và biết rất nhiều kẻ đánh bạc. Vì có khả năng đánh bạc xuất sắc nên anh từng thắng được rất nhiều tiền có người còn nói vương văn đào luôn thắng bạc là bởi vì anh ta chơi gian lận có thể điều này khiến anh xảy ra mâu thuẫn với người nào đó khi cùng đánh bạc côn sơn cũng chính là nơi lão chu phát hiện ra trước đầu của vương văn đào để khoanh vùng đây có phải là khu vực xảy ra vụ án hay không cảnh sát đã tiến hành điều tra tất cả các kẻ đánh bạc có quen biết với nạn nhân thế nhưng kết quả cho thấy nạn nhân không có mâu thuẫn với bất kỳ bạn cùng chơi bạc nào. Theo lời khai của em trai nạn nhân, lần cuối cùng mà anh thấy Vương Văn Đảo là vào tối ngày mùng 10 tháng 3. Sau khi anh trai nhận được một cuộc gọi điện thoại từ vợ cũ là Triệu Tư Vân, anh liền đi luôn ra ngoài và không quay trở về nhà, cũng không có tin tức gì. Cảnh sát tìm đến vợ cũ của nạn nhân là Triệu Tư Vân khi cô đang sống tại một ngôi nhà nhỏ nằm độc lập ở ngoại ô thành phố. Trả lời thẩm vấn, cô cho biết mình không biết gì về cái chết của Vương Văn Đào. Cô cũng là người nông thôn nên chưa bao giờ đi xa, cũng chưa từng đi qua địa phương khác bằng tàu hỏa. Trong quá trình điều tra, cảnh sát nhận ra Triệu Tư Vân không mấy quan tâm đến cái chết của người chồng cũ. Cô cho biết bản thân chỉ tập trung chăm sóc con cái, không bao giờ ra ngoài. Chồng cũ làm gì bên ngoài cô cũng không rõ. Cảnh sát lại tiến hành kiểm tra nhà của cô nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Theo điều tra, Triệu Tư Vân và Vương Văn Đào đã chung sống gần 20 năm nhưng hôn nhân của họ không hạnh phúc. Vương Văn Đảo tính tình thì lười biếng, tiêu xài phung phí, cộng thêm tính khí nóng nảy, thường xuyên đánh mắng vợ cũ, thậm chí là còn ngoại tình với người phụ nữ khác khi con chung chưa đầy một tuổi. Anh ta còn từng đưa người phụ nữ đó về nhà khi còn sống chung với vợ. Triệu Tư Vân sống lâu trong tâm trạng chán trường và nhục nhã. Mỗi lần đi ra ngoài với người phụ nữ kia, Vương Văn Đào còn dẫn theo con đi cùng Năm 40 tuổi, Triệu Tư Vân tình cờ gặp một người đàn ông tên là Vương Bân, sinh sống tại Hồng Khẩu, Thượng Hải và làm kinh doanh xe máy. Ngày ngày phải đối mặt với người chồng thất nghiệp và không quan tâm đến gia đình, Triệu Tư Vân đề nghị ly hôn nhưng Vương Văn Đảo không có ý kiến gì. Sau đó cả hai đều sớm hoàn tất thủ tục. Triệu Tư Vân mở một cửa hàng văn phòng phẩm nhỏ để duy trì cuộc sống. Mặc dù đã ly hôn nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi chồng cũ khi cô chuẩn bị kết hôn với Vương Bân thì Vương Văn Đào đột nhiên hối hận về quyết định của mình và đề nghị tái hôn. Sau khi biết vợ cũ đã có người mới, Vương Văn Đào tỏ ra rất tức giận và thường xuyên tìm đến cô để gây rắc rối. Anh ta thường xuyên đến nhà của cô để ngủ lại qua đêm. Ngày 10 tháng 3 cũng như vậy. Lợi dụng lúc Vương Bân đi làm, Vương Văn Đào đã đến gặp vợ cũ. Cảnh sát cho rằng rất có thể mối quan hệ không tốt giữa Vương Bân và Vương Văn Đào có thể là nguyên nhân để dẫn tới vụ việc. Tuy nhiên, Vương Bân lại thường làm việc tại Thượng Hải, nên nếu muốn phạm tội thì anh ta phải quay về bạng phụ mới có thể thực hiện hành vi này. Ngày Vương Văn Đảo mất tích là vào ngày mùng 10 tháng 3, và sau khi điều tra thì cảnh sát phát hiện ra Vương Bân thực sự đã trở về bạng phụ vào ngày hôm đó. Nhưng cảnh sát không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào bất thường khi khám xét nhà của anh ta ở đây. Tuy nhiên, những sự trùng hợp liên tục sau đó lại càng chỉ ra rằng Vương Bân chính là nghi phạm của vụ án. Ngày 14 tháng 3, Vương Bân đã đi tàu hỏa từ Thượng Hải đến Tô Châu. Chuyến tàu này đi qua khu vực Côn Sơn vào ngày hôm sau, trong khi đó đầu của nạn nhân Vương Văn Đảo cũng được phát hiện tại Côn Sơn. Đoạn video được ghi lại từ camera giám sát tại nhà ga tàu hỏa Thượng Hải vào ngày 14 tháng 3 cho thấy Vương Bân đã xuất hiện tại đây. Khi đó anh ta đang cầm một cái túi, bên trong có vẻ như là đựng một thứ hình cầu. Vụ việc xảy ra vào năm 2008 chính là thời điểm ga tàu hỏa bắt đầu thực hiện kiểm tra an ninh nhưng còn chưa nghiêm ngặt. Vì vậy, Vương Bân có khả năng đã không qua cửa kiểm tra mà lẻn vào nhà ga. Sau đó anh ta đi tàu từ Thượng Hải đến Tô Châu vào lúc hơn 11 giờ tối. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy khi quay trở lại Thượng Hải, cái túi trên tay anh ta đã biến mất. Ngay sau đó, cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Vương Bân để phục vụ công tác điều tra nhưng khi thẩm vấn, anh ta liên tục nói rằng mình không biết gì cả. Cảnh sát phải tìm đến nơi cư trú của Vương Bân tại Thượng Hải thì phát hiện một lá thư tay chưa kịp gửi đi trong phòng của anh ta. Bức thư được viết cho con gái của anh ta đang học tại Bạng Phụ. Trong thư, anh ta tự tiết lộ với con gái rằng vì mình rất yêu Triệu Tư Vân nên buộc phải ra tay với chồng cũ của cô là Vương Văn Đào. Anh hy vọng được con gái tha thứ vì vương bân không hợp tác trong công tác điều tra nên cảnh sát phải tiếp tục suy đoán hiện trường vụ án có thể là tại nhà của triệu tư vân nơi vương văn đào biến mất vào đêm hôm đó lúc này cảnh sát tiến hành khám xét lại nhà của triệu tư vân một lần nữa mặc dù căn nhà đã được dọn dẹp rất sạch sẽ nhưng lần này lực lượng chức năng đã cẩn thận lấy mẫu xét nghiệm từng vật phẩm trong nhà và cuối cùng sau khi kéo chiếc máy giặt trong phòng tắm ra khỏi vị trí cũ cảnh sát phát hiện trên gạch và tường có một vệt máu còn nhỏ hơn cả hạt gạo. Kết quả xét nghiệm cho thấy, mẫu máu này chính là của Vương Văn Đào. Trước bằng chứng đó, Triệu Tư Vân cuối cùng cũng phải thú nhận tội ác. Theo lời khai của cô, vì Vương Văn Đào sau khi ly dị thường xuyên đến quấy rối và ép cô tái hôn, cộng thêm việc anh ta đã chửi mắng và hành hạ cô từ rất lâu nên cô hận chồng cũ đến tận xương tủy. Vì vậy, Triệu Tư Vân đã đề xuất với Vương Bân để anh ta giúp đỡ mình loại bỏ Vương Văn Đào. Vương Bân lúc đó mới thú nhận tội ác của mình. Anh ta khai rằng Vương Văn Đào khi biết về mối quan hệ tình cảm giữa anh và Triệu Tư Vân thì đã tìm đến nhà anh ta và đe dọa mạng sống của cả gia đình. Điều này khiến Vương Bân nảy sinh ý định sẽ ra tay trước. Vào ngày mùng 10 tháng 3, Vương Bân đã rủ ba người bạn đến nhà của Triệu Tư Vân. Anh ta thuyết phục ba người bạn đến để giúp đòi nợ chỉ cần đe dọa con nợ một cách nhẹ nhàng để lấy được tiền. Cũng trong ngày hôm đó, Triệu Tư Vân đã gọi Vương Văn Đào đến nhà. Sau khi anh ta đến nơi, nhóm bạn kia đã ngụy trang và đặt bẫy sẵn tại đây, lao ra, đánh đập anh ta. Vương Bân sau đó trả cho ba người 2.000 nhân dân tệ tiền công. Ba người này nhận tiền xong liền trở về Thượng Hải. Họ chỉ nghĩ đơn giản rằng mình vừa kiếm được một khoản tiền một cách nhanh chóng mà không hề ngờ rằng sau đó, Vương Bân đã thực hiện một tội ác kinh hoàng, khiến họ bị cuốn vào một vụ án rúng động Trung Quốc như vậy. Khi ba người bạn vừa rời đi, Vương Bân và Triệu Tư Vân đã kéo Vương Văn Đào vào nhà tắm để xử lý. Đến tối ngày 12 tháng 3, Vương Bân đã tìm đến một người bạn lái xe tải, nhờ chở hộ mình một ít thịt cừu về căn hộ mà anh ta thuê ở Thượng Hải để bán. Kế hoạch của anh ta là xóa toàn bộ dấu vết tại hiện trường vụ án ban đầu, đồng thời để giữ an toàn cho Triệu Tư Vân. Đến ngày 13 tháng 3, Vương Bân đã sử dụng xe máy để vận chuyển và vứt các phần cơ thể vào nhiều hộp, thùng rác ở khu phố Đông Mới, thành phố Thượng Hải, sau đó đốt cháy hết quần áo của nạn nhân. Cuối cùng, anh ta đi tàu từ Thượng Hải đến Tô Châu, khi qua địa phận Côn Sơn thì ném phần còn lại ra khỏi cửa sổ nhà vệ sinh, rồi xuống tàu tại Sở Châu, quay ngược trở về Thượng Hải. Vương Bân cho biết anh ta phải mạo hiểm như vậy là bởi vì muốn phá hủy mọi bằng chứng. Anh ta tin rằng hành vi ở Côn Sơn sẽ khiến cảnh sát khó xác định danh tính nạn nhân, gây rối cho quá trình phá án. Nhưng anh ta không thể ngờ rằng hành động bất nhân đó lại được cảnh sát làm sáng tỏ từ một dấu vết rất nhỏ. Và cuối cùng, Vương Bân và Triệu Tư Vân đều bị kết án tử hình. Ba người đã giúp đỡ cho Vương Bân cũng bị xử lý vì là đồng phạm. Vậy là vì những xung đột xuất phát từ mối quan hệ tình cảm, thủ phạm của vụ án đã gây ra một tội ác nghiêm trọng kết thúc cả cuộc đời mình. Còn bạn, bạn có nghĩ ra lý do nào khiến Vương Bân đem lòng yêu say đắm Triệu Tư Vân một cách mù quáng đến như vậy hay không ạ? Hãy để lại ý kiến của mình xuống phần bình luận bên dưới để cùng nhau trao đổi nhé. Và nếu nội dung này khiến bạn ấn tượng, đừng quên ấn like, đăng ký kênh Kỳ án có thật và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các vụ án ly kỳ và hấp dẫn tiếp theo. Còn bây giờ thì Khánh Hà xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.